Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trận chiến bảo vệ Gạc Ma xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 khi quân Trung Quốc vô cớ tấn công tàu HQ-604 và các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảo, khiến 64 chiến sĩ hy sinh. Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức tại đình làng Nại Nam thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là địa phương có 8 trong số 9 liệt sĩ của Đà Nẵng hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma vào năm 1988. Tên của các liệt sĩ đã được khắc ghi trên bia tưởng niệm tại đình làng. Hàng năm, vào ngày 27 tháng Giêng âm lịch, đình là nơi tổ chức cúng dỗ chung cho các liệt sĩ Gạc Ma. Đông đảo cựu chiến binh từng thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm. Sau lễ cầu siêu và dâng hương, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã tổ chức thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại sông Hàn bên cạnh đình Nại Nam.